Thưa quý vị và các bạn, trước thềm đại hội lần thứ 2 của Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức, định tổ chức ở Bochum vào ngày 22 tháng 11 năm 2014. Trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong dư luận bà con cộng đồng đã ồn ào nhiều thông tin phản ánh về sự gây mất đoàn kết và tính đích thực của Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu Liên Hiệp có còn xứng đáng là tổ chức xã hội đại diện cho 125.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức nữa hay không? Và có hay không sự uẩn khuất, thiếu trung thực trong việc chi tiêu tài chính, chia chác tiền dự án do nhà nước Đức cấp? Những thông tin ấy đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tinh thần của bà con cộng đồng và làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại. Thể theo nguyện vọng của một số hội đoàn và cá nhân bà con cộng đồng, ngày 9 tháng 11 năm 2014, Đại sứ quán với tư cách là cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam tại Đức đã chủ trì một buổi gặp gỡ các hội đoàn, các doanh nghiệp và một số cá nhân để lắng nghe ý kiến với mục đích góp ý xây dựng cho Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức thật sự xứng đáng là một tổ chức đại diện cho nguyện vọng của người Việt Nam tại Đức như trong điều lệ của Liên Hiệp đã công bố khi thành lập ngày 22 tháng 10 năm 2011 và được tòa án công nhận. Bước vào buổi họp, sau lời giới thiệu của bà Nguyễn Thị Bích Thảo, bí thư thứ nhất trưởng ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán, bà Đại sứ Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã phát biểu. Bà nói lên tầm quan trọng của tổ chức Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức và cũng mong muốn những ý kiến đóng góp của bà con cộng đồng để xây dựng Liên hiệp xứng đáng là một tổ chức đại diện cho nguyện vọng của bà con Việt Nam ta ở Đức. Các chị có quyền được tham gia vào diễn đàn đó và có quyền được trở thành hội viên của Liên hiệp. Chính tất cả những điều đó thì chúng tôi cũng xin được lắng nghe ý kiến của các chị ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Ngay sau khi bà đại sứ có lời mời, đã có hàng chục cánh tay giơ lên xin phát biểu và người đầu tiên là ông Trần Mạnh Thái, đại diện cho Hội Người Việt Nam VFALU. Ông nói rằng, Hội VFALU là một trong những hội tham gia ngay từ đầu tiên khi sáng lập Liên hiệp Người Việt Nam Toàn Liên bang Đức và chấp hành nghiêm túc điều lệ của hội. Nhưng đến nay thì Hội VFALU bị ban chấp hành loại ra khỏi Liên hiệp. Ông Thái bức xúc nói. Ngày hôm nay, hội VFALU không đại diện hội VFALU. Và bằng chứng tiếp tới là tôi nhận được giấy mời đi dự đại hội. Liên hiệp mời ông Trần Mạnh Thái đến dự đại hội không lên một dòng nào là đại diện cho hội VFALU. Điều đó tôi khẳng định chứng tỏ rằng Liên hiệp đã loại hội của chúng tôi ra khỏi Liên hiệp một cách bất hợp lệ. Đấy là cái mà tôi muốn trình bày. Đoàn kết, hội nhập phát triển. Phát triển cái kiểu gì, phát triển cái nỗi gì. Một khi mà loại hội của chúng tôi ra một cách bất hợp lý như vậy. Tôi chưa nói đến hội khác, tôi mới nói hội tôi, cá nhân hội thôi ạ. Còn các hội khác thì nhường lời lại cho các anh. Ông Nguyễn Ánh Sao, thay mặt Hội Cựu Chiến binh Mark Deburg, kể lại sự khát khao của cộng đồng khi có Liên hiệp và sự loại dần các thành viên của ban chấp hành Hội Liên hiệp. Cái khát vọng đó rất vất vả của một bộ phận đông các anh chị em ngồi đây, họp ngày họp đêm, bàn lên bàn xuống để cho ra được cái Liên hiệp. Và tôi nghĩ rằng là cái khát vọng ấy của bà con khi đại hội thành công, tôi là trưởng ban tổ chức, khi chọn được ông chủ tịch, tôi mọi người rất là hồi hộp, tôi cũng cố tạo ra một cái gì đấy rất là bí ẩn để khi mà phát được tên một tiếng ông chủ tịch là cả hội trường sung sướng vỗ vỡ òa lên để mãn nguyện trong cái khát khao của bà con cộng đồng. Thế nhưng khi hội đồng thành viên đúng tiêu chuẩn, đúng điều lệ quy định của Liên hiệp ra đời được thông qua là có ban chấp hành Liên hiệp và có hội đồng thành viên là một cơ quan giám sát. Và hội đồng thành viên đó được đại hội bầu chứ không phải là tự xưng và cũng không phải là ban chấp hành bầu. Chỉ có một nhiệm kỳ hoạt động, tôi chưa nói đến đâu. Nhưng mà ban chấp hành của Liên hiệp đã loại hội đồng thành viên ra. Tôi hỏi các anh ở đây đang tham gia ban chấp hành. Tôi hỏi anh Yên, tôi hỏi anh Hường, tôi hỏi các anh đây. Cái việc loại hội đồng thành viên ra trong một hội nghị sau một số ý kiến, nhiều người tỏ ra đáng tiếc vì ông Nguyễn Văn Thoại, chủ tịch Liên hiệp Người Việt
ông Vũ Quốc Nam phụ trách văn phòng và nhiều ủy viên khác đã không có mặt để tiếp thụ ý kiến. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo đã đọc danh sách 11 ủy viên ban chấp hành đã có mặt trong buổi họp. Anh Mai Ngọc Yên và anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuấn, và có 11 anh chị trong ban chấp hành hiện nay cũng có mặt trong hội trường hôm nay. Cho nên mặc dù không có chủ tịch, có thể chị Hương cũng là phó chủ tịch, anh Hường cũng là phó chủ tịch, cho nên là thông tin của chúng ta có thể là các anh chị cũng với, mặc dù đi với tư cách là chủ tịch một hội nào, hội người Việt hoặc hội nào đó, nhưng các anh chị cũng là thành viên trong ban chấp hành. Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội Đồng Hương Hải Dương đã phát biểu. Ông cho rằng Liên Hiệp sinh ra để làm điểm tựa cho người Việt đoàn kết lại, nhưng do cách làm nên đã mất đoàn kết ngay từ sau khi thành lập, và bây giờ cần phải có sự thay đổi, ông Bình nói. Ở trong hội ban chấp hành họ không nói là đấu nhau mà không giải quyết được việc gì cả, thế thì cũng không có cái lý gì chúng ta ngồi lên đây bây giờ đưa cái bàn viên quản đến bộ ông chủ tịch trong ban chấp hành, người ta phải nghe hội nghị ở đây. Tôi nghĩ người ta cũng sẽ không nghe, người ta vì hiến vi phạm, đúng không? Theo lời của ông Lê Lương Cần, chủ tịch hội đồng hương người Vĩnh Phú, thì người này có truyền đạt được cho ông Thoại, một người rất háo danh, dùng từ chính xác được báo đăng là ông Cần nói ông Thoại rất háo danh, và cái háo danh ở đây nguy hiểm kinh khủng trong tất cả mọi người. Hội nghị đó rất tâm đắc với cái lời tranh cử. Mà tiếp theo, ông Cần là ông Lương Đình Cường, hiện là ủy viên ban chấp hành Liên Hiệp Người Việt. Ông Cường giải bày: vì đó chưa ai biết anh Thoại là ai cả, bởi vì anh ấy không hề tham gia vào ban chủ bị, mà chúng ta đang cần thực sự đoàn kết đông tây, và cái tiêu chí hội đó là sẵn sàng mở cửa cho cả những hội đoàn đi từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thoáng hơn mức như thế cơ mà. Thế nên là anh Thoại trúng cử. Nhưng tiếc thay, bây giờ nhìn lại thì biết, chứ lúc đầu cũng không nhận ra là anh Thoại đã có một cái thực sự là mưu đồ rất là, và phải nói mình nghĩ lại thì thấy dùng mình. Việc đầu tiên là anh ấy chiến tranh với lại hội đồng thành viên, thế thì anh ấy tạo ra hai mặt trận là ban chấp hành là mâu thuẫn hội đồng thành viên. Thì tôi là người nhận thấy cái đó, và trong cuộc họp ban chấp hành tôi nhiều lần đứng lên nói là yêu cầu không được coi cái mâu thuẫn của anh Thoại với chị Mùi với anh Cẩn, bên này thì anh Thoại với anh Nam, bên kia là chị Mùi với anh Cẩn với mấy anh nữa, đấy là mâu thuẫn của những người lãnh đạo bên này như bên kia, không đủ. Ông Võ Văn Long, nguyên là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, hiện là Phó Chủ tịch Hội Đồng Hương Quảng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long. Sau khi nghe một số ý kiến, ông Long xin phát biểu, và ông cho rằng nếu một tổ chức không có tác dụng, có không có lợi ích cho cộng đồng thì cần phải thay đổi, thậm chí cũng cần có sự cạnh tranh. Và cái yêu cầu thứ hai, nếu muốn thay đổi được thì đề nghị là Liên Hợp Hội họp cùng song song hội kia để làm thế nào đó nó có sự cạnh tranh và có sự tốt hơn cho cộng đồng. Ta bảo là cái quả lôi ra kia là cũng. Ông Hoàng Văn Phúc, đại diện cho Hội Người Việt Nam ở Ép Phúc. Ông Phúc nói: cớ gì một cái sinh hoạt cộng đồng lớn như thế phát triển liên hiệp, tại sao lại cứ đi chui về làng nhỏ để làm gì mà? Thứ ba nữa là chúng tôi hỏi là từ ngày thành lập thì chưa biết điều lệ để chúng tôi. Con người mà sống trong đất nước không hiểu từ pháp luật để đi làm gì, mục đích của liên hiệp này, chúng tôi có quyền lợi gì, có đóng góp thì không có. Điều lệ đâu? Bây giờ bảo các hội đoàn vào thì không biết là các hội đoàn nào em có chẳng có một cái tờ điều lệ liên hiệp. Tôi mới làm đơn xin từ chức. Ông Nguyễn Đắc Nghiệp, người tham gia nhiệt tình ngay từ khi thành lập Liên Hiệp Người Việt, nhưng mấy đây ông không chịu nổi đã xin rút ra khỏi ban chấp hành. Ông nói: các từ câu chuyện từ đầu của Liên Hiệp đến nay tôi biết, bởi vì từ ngày thành lập cái ban tổ chức để chuẩn bị và thành lập Liên Hiệp cũng tại cái phòng này, tại đại sứ, hoặc nhờ cái sự giúp đỡ của đại sứ quán mà thành lập được cái Liên Hiệp, mà cái nó là cái nguyện vọng và cái sự cần thiết của cộng đồng người Việt để bảo vệ cái quyền lợi, các cái giúp đỡ lẫn nhau thì là rất là cần thiết. Nhưng mà trong suốt 3 năm qua ấy thì Liên Hiệp Người Việt hoạt động suốt 3 năm, nhưng mà thực tế bây giờ tôi cũng để tránh những mất thời gian, tức là không nêu ra những cái quy chế cụ thể như các anh chị vừa nói để cho ngắn gọn thì các anh chị biết rồi. Thế nhưng mà mình chỉ nhìn lại cái kết quả, tức là trong 3 năm qua cái Liên Hiệp cái kết quả như nào, tức là đầu tiên khi mà tôi viết biên bản, tôi là người thư ký viết biên bản thành lập đại hội, thì cách đây 3 năm thì 177 đại biểu đến tham dự, tức là gần 200 người, đến hiện nay là 80 người là năm ngoái, còn đến năm nay không biết là còn đủ bao nhiêu người. Thế cho tức là nó teo dần và ít dần đi. Ngoài trong khi đó bên này không có bên phía Đông Đức
thì giảm bớt đi, mà phía Tây Đức thì có thêm kết nạp thêm một số hội mới, nhưng mà thì sống ở trên nước này. Ông Trương Văn Định, chủ tịch Hội Đồng Hương Quảng Đà. Hội Quảng Đà là hội viên Liên Hiệp Người Việt. Ông đưa ra ý kiến. Sao chúng ta lại im lặng? Chúng ta bị loại ra một cách đau đớn như vậy. Thì tôi nghĩ cái nếu mà hội đồng thành viên các anh cảm thấy rằng họ làm sai luật, họ làm không đúng với lại điều lệ thì các anh kiện chứ. Nhưng mà bây giờ các anh chị không kiện, các anh chị không làm được điều đó, có nghĩa là những việc làm chúng ta cũng không được đúng đắn lắm. Tôi nghĩ ông Nguyễn Đức Thắng đưa ra nhận định. Sai lầm của cái Liên Hiệp Hội nó bắt đầu phát triển trầm trọng từ khi có cái dự án, và nó phát sinh từ cái vấn đề tài chính, từ vấn đề kinh tế. Nhưng có thể nói một điều là không phải tất cả Liên Hiệp Hội là những người mắc sai lầm, ở đây chỉ một số cá nhân. Một số cá nhân thì không tiên. Ông Nguyễn Xuân Thu đại diện cho Hội Nghệ An đưa ra giải pháp. Chấp nhận nhau, chúng ta sẵn sàng đối thoại để tìm ra một giải pháp chung. Nhưng mà trong tình trạng hiện tại là cả hai phía, cả hai bên đều không chấp nhận nhau, thì không chấp nhận nhau thì không thể dẫn tới cái chuyện đối thoại được chung nhau với nhau được, thì chúng ta rất khó mà tìm tới một cái giải pháp chung mà có lợi cho cộng đồng. Ông Nguyễn Bình Định đại diện cho Hội Đồng Hương Ninh Bình, ông đi từ Xem Nít lên, ông nói: Không tiêu được. Người ta vẫn hoạt động, mình không cần phải tham gia. Mình tham gia được. Bây giờ cái vấn đề là bây giờ người ta làm không có hiệu quả, thì cái cầu nối nào đối với cộng đồng bây giờ chẳng qua, cứ quan tâm vào cái công việc của người ta. Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, một trong những người có uy tín trong hoạt động cộng đồng, sau khi nghe khá nhiều ý kiến, ông đưa ra giải pháp. Do ông Thoại làm chủ tịch là hoạt động không đúng mục đích của cộng đồng, không đoàn kết cộng đồng, mà chia rẽ cộng đồng. Đấy là điều thứ nhất. Điều quyết thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ Liên Hiệp Hội hoạt động, nhưng với điều kiện Liên Hiệp Hội tổ chức đại hội phải hoãn lại và phải đưa về Berlin đại hội. Và phải mở cửa cho tất cả những người có tâm huyết trong sinh hoạt cộng đồng, những người hội đoàn, những nhân sĩ phải được tham gia hết, thì chúng ta ủng hộ. Nếu điều kiện thứ hai không được làm thì tôi đề nghị chúng ta thành lập một hội mới. Đó là hội gì? Thưa quý vị và các bạn, sau khi lắng nghe và ghi chép thêm nhiều ý kiến phát biểu, bà đại sứ đã nói, bà đã nhắc lại nội dung, mục đích, tôn chỉ của điều lệ Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức. Và bà cũng muốn mọi người tôn trọng và thực hiện theo pháp luật. Trong bối cảnh hiện tại, bà đưa ra ý kiến của bà đại sứ như một giải pháp tình thế. Bà nói, đại diện cho các hội đoàn cá nhân toàn Liên bang Đức thì phải có sự hiệp thương từ cơ sở trở lên. Tức tôi suy nghĩ đây là hội nghị hiệp thương. Đó là gì? Tất cả các hội đoàn, các cá nhân đều có ý kiến về cái đại hội sắp tới. Không thể không có ý kiến được nếu như mà tôn chỉ mục đích nói ra chúng ta đại diện. Thế và cái hội nghị hiệp thương này, như một số các anh chị nói là hội nghị chuẩn bị hay gì? Hiệp thương là gì? Để các hội đoàn, để các hội cá nhân đứng ra ứng cử, đứng ra xây dựng phương hướng hoạt động sắp tới, để xây dựng cho Liên Hiệp này đúng là đại diện cho 125.000 người và đại diện cho hơn 108 hội đoàn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cái thứ ba ở đây các anh chị cũng nói, và đặc biệt là anh Hiền có nói rằng là có một cái kiến nghị của ngày hôm nay bằng văn bản, bằng biểu quyết và giao cho đại sứ làm việc đó. Tôi rất trân trọng cảm ơn anh Hiền đã tin tưởng đại sứ, nhưng mà đại sứ ở đây với nhiệm vụ ở đây hôm nay, cậu giới thiệu là trong ban công tác cộng đồng của đại sứ quán có mặt rất đông đủ các bộ phận, và đặc biệt là có anh Thanh, tổng lãnh sự của chúng ta tại Phong Phúc. Tức là gì? Đây chúng ta cũng tôn trọng. Trong đại sứ quán cũng tôn trọng tính dân chủ và tính đại diện đoàn kết của cả Đông và Tây. Và tôi cảm ơn anh Hiền, nhưng tôi nghĩ là câu chuyện của cộng đồng phải tự cộng đồng làm. Và hôm nay các anh chị có kiến nghị thì tôi cũng xin phép được dành cái trụ sở này. Chúng tôi xin rút ra để cho các anh chị xây dựng kiến nghị đó và các anh chị quyết định đó. Và chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ kết nối và truyền tải đến ban chấp hành.